2 giờ sáng rồi. Đi từ lúc sáng bừng tới giờ. Chắc chết quá. Đi đâu về đây? Anh đi mần. Mần cái gì? Mần ăn. Mần ăn gì? Từ lúc mặt trời mọc bây giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới về hả? Thì anh đi mần ăn xong rồi anh ghé vô anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống cái gì? Uống gì? Uống cà phê. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê ôm người ta mới sai gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em nghe. Tôi không tin. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà cho theo mừng ăn. Làm gì ai tin anh đi mừng ăn đầu hôm tới giờ. Trời ơi, hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sống to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà sai tối tăm mặt mày? Khổ quá. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Không dám đâu. Anh uống cà phê từ sáng tới giờ. Chắc cà phê ôm quá. Anh thề với em á, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê, anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà. Cà phê ôm thì có. Cà phê có 5.000 đồng một ly. Làm sao mà ôm được. Tin anh đi mà. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê ôm người ta mới sai gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em nghe. Tôi không tin. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà cho theo mừng ăn. Làm gì ai tin anh đi mừng ăn đầu hôm tới giờ. Trời ơi, hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sống to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi nên anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thả mồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà sai tối tăm mặt mày? Khổ quá. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Thiệt không? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Anh hứa rồi đó nha, xây một mái nhà thôi chứ đừng có xây 2 mái à. Em yên tâm, một mái nhà còn gãy cái lưng, 2 cái nhà chắc chết quá. Biết vậy thì được rồi.